Chào tất cả các bạn, chúng ta đã trở lại với cái một cái clip về nói về cách làm mà móc đường từ cơm. Cũng nhắc lại là các bạn có thấy khói không? Nó khói lên đó. Tức là cơm tôi vừa dở ra còn nóng á. Thì sau khi cơm chúng ta nấu á, nấu canh vừa phải nha các bạn. Đừng chế nước nhiều quá nó nhão không hay. Mình lựa gạo dẻo thơm nè, tôi lấy gạo dẻo thơm thì tôi nấu ít ít nước, nước mình chế lớp sách với gạo đó, thì gạo nó cơm ra nó thấy như thế này nè, nó dẻo dẻo mà nó ráo ráo đó. Chứ nhão quá thì cũng không ngon, khô quá thì móng không lên nổi, nhưng là canh đồ vừa phải, thấy như vậy đó nó vừa rồi. Nè các bạn thấy không? Móc. Tôi nhắc lại là gạo mà chúng ta mua á, thì không nên, mà chúng ta nên lấy gạo lúa mà chúng ta xay ra, lúa xay ra và xay, đừng có xay trắng hết, mà xay vừa lứt, vừa nửa lứt nửa trắng á, vừa phải thôi thì dinh dưỡng nó còn, và mình xay vậy thì nó không có cái quá trình tẩy trắng, nó không có cái hóa chất, không có bảo quản bảo dưỡng thì mình ăn nó an toàn, ăn ngọt nha. Và sau khi mà chúng ta đã nấu cơm xong, chúng ta trải ra một cái tràn như thế này đó, chúng ta để cho nó nguội nguội, tức là nó không quá nóng mà cũng không quá nguội. Chúng ta sẽ tiến hành cho cái móc giống vào. Cái móc giống này là chúng ta sẽ lấy cái móc giống từ cái tràn làm trước nó đạt thành công, chúng ta sẽ lấy ra và chúng ta sẽ nhân giống cho cái móc này để nó lên móc nhanh hơn và nó ngon hơn đó. Và đây là cái không gian tôi dành riêng một cái phòng để tôi làm mà móc tương, và đây là cũng có một cái không gian riêng cho nó nữa, trong phòng có một cái không gian riêng nó đây bạn thấy không hả? Tôi nay tôi đi mất công, tôi làm nhiều việc quá cho nên tôi ít làm, chứ một lần tôi làm liên tục, làm đi liền đó. Và dưới đây là những cái chén để mà tôi ngăn không cho côn trùng bò lên á. Có những cái trắng trắng đó là các bạn muối á, muối nha các bạn. Muối á mình bỏ vô để cho tránh muỗi á, quá là quăng á, tôi chế nước muối vô. Thì bây giờ tôi kiểm tra những cái này mà tôi làm móc ở phía trước, những cái lần trước tôi làm á. À, bạn thấy nó màu trắng và mùi thơm, ngọt, mát á là đạt yêu cầu. Thơm á. Bạn không nghe mùi được đâu nhưng mà tôi nghe. Màu trắng đầu tiên, màu trắng đục sữa như thế này là đạt rồi đó, bị đạt rồi đó, mà không nên chỉ rồi sau này nó sẽ chuyển dần qua màu xanh là còn đạt nữa nha các bạn, màu xanh qua cao á, màu xanh lúc lúc, màu xanh két á, nó này nó thấy chưa, nó ra màu xanh rồi đó. Rồi. Rồi tôi làm cho kỹ á, vậy này đạt chưa thôi, đạt chưa để lấy ra coi, nó bỏ những cái miếng lông não để tôi chống côn trùng thôi, không có gì. Nó làm thấy không đó, tôi che trắng, tôi bảo vệ kỹ lưỡng vậy đó. Rồi móc vậy là đạt nè, màu xanh nha các bạn, xanh hoa cao nè đó, thấy chưa, màu xanh hoa cao á, mà trước khi nó lên màu xanh hoa cao lên màu trắng trước. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lấy cái móc này nè, lấy cái móc này móc giống rồi, nhầm như móc giống sẵn á lên thành công rồi á. À, các bạn thấy không? Này trong phòng nên nó đó, có thấy chưa, đẹp luôn. Bạn nhận tiến hành nhanh chóng nè, đặt lên, nện lên đó. Cái móc giống này chúng ta không cần phải lấy nguyên cái bệ này chúng ta ấy đâu,
mà chúng ta sẽ rắc những cái bụi, á, các bạn thấy không? Thì những cái bụi này nè, những cái bụi này là thật ra nó là cái bào tử, móc nè, cái đó nó sẽ nó phát triển á, bào tử móc á, móc là móc tương nha các bạn, móc là móc tương chứ không phải móc là vậy nha, móc tương. Móc tầm bậy là mình ăn bệnh, còn cái này móc tương là ăn không sao, ăn tốt. Nó sẽ tạo ra những cái men tiêu hóa, những cái enzyme á, gọi những cái enzyme, và những cái enzyme này có tác dụng là nó phân tách cái đạm tố trong trong đậu nành ra. Các bạn làm nhân giống này móc càng nhiều thì cái độ lên nó càng nhanh và càng an toàn, nó không có bị nhiễm những cái loại móc khác. Thấy xanh luôn. Chúng ta sẽ lên nhanh và nó an toàn, không có bị nhiễm những cái móc khác, bởi vì nó nhiều, nó tấn công nhanh, nó sẽ ăn nhanh cái cơm của chúng ta. Như thế nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta chỉ làm cho nhín bụi thôi, nhín bụi móc xanh này nè, móc xanh hoa cao nè, hoa cao vườn trầu á. Các bạn nếu mà các bạn không có thấy thực tế thì các bạn tìm những cái loại cao mà nó khi mà nó ra buồn nó bông màu xanh đó đó, màu xanh xanh két á, xanh mỏ két á. Bạn thấy không? Nhờ tuyệt đối nên tuyệt đối chuẩn luôn. Còn các bạn muốn mà nó tôi làm vậy cũng được rồi á, nhưng mà tôi làm tôi quay kỹ cho các bạn coi luôn, tại sau khi vậy tôi chọn phần trắng lên nè, càng nhanh nữa, tại em đã dư móc rồi. Lưu ý là cơm và cái đậu nành đó, nếu mà cơm nhiều thì cái độ lên quá trình phân tách đạm tố thành phẩm tương nó nhanh hơn, ngọt hơn. Còn nếu các bạn làm mà đậu nhiều hơn cái phần cơm này á thì nó chậm hơn, chậm thành tương hơn và nó không có độ ngọt bằng. Và nếu các bạn làm 100% là lấy đậu nành mà ủ thì nó lên móc hoa cao luôn á thì á là nó càng lâu nữa, nhưng mà cái đó thì càng lâu năm thì nó thành một cái chất lượng tương rất là dương, ta gọi là nước tương thuần dương á, nguyên dương á, cái đường nào nó cũng tốt hết á, cũng ngon cũng ngọt hết á, cũng có giá trị hết. Nhưng mà làm cái này thì nó ngon hơn, tại vì đa phần á người dân của mình là thích ăn đồ ngon ngọt, còn phần dưỡng sinh á là nó đặt chú trọng về cái thành phần thuốc, cái giá trị dinh dưỡng, không? Cho nên mà cũng khó người có thể nhanh chóng chấp nhận lắm. Người ta quen dưỡng sinh nhưng mà cũng phải ngon. Các bạn làm vậy thêm một lần nữa. Đó, tôi đảm bảo các bạn là móc các bạn lên 100% và các bạn làm tương 100% là thành công chứ không có thất bại. Làm theo kiểu này là tôi đúc kết cái kinh nghiệm á, qua nhiều nửa năm thất bại, nhiều năm chứ không phải là nhiều lần nha, nhiều năm tôi làm tương này là nhiều năm rồi chứ không phải nhiều năm thất bại. Cuối cùng tôi đưa ra một cái này ha, móc này nó bụi nó bay tùm lum la vậy á, mà mình kỹ thì mình đeo khẩu trang, còn nếu không đeo khẩu trang thì cũng không sao. Tôi làm nó nhiều năm rồi, cái móc này tương ông bà già xưa mình gọi là tương truyền thống á. Rồi coi như là xong ha, đơn giản như thôi. Giờ tôi cũng tranh thủ tôi đi làm, và tôi làm nhanh, tranh thủ chút thời gian rồi nhé các bạn. Bây giờ giai đoạn kế tiếp là cái gì?
Giai đoạn kế tiếp là chúng ta sẽ trùm cái tấm màn che chống bảo vệ. Bảo vệ cái móc của chúng ta. Mà nếu các bạn nào làm đậu nành không thì các bạn cũng làm như vậy ha. Chúng ta sẽ tiến hành bỏ vô. Đó, không? Mà làm vậy xong rồi các bạn còn phải lấy một cái tràn khác, các bạn đẩy lên nữa. Đẩy lên càng an toàn hơn nữa, đúng không? An toàn tuyệt đối luôn. Rồi, xin cảm ơn các bạn ha.